Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư 31 về quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Từ năm học 2024-2025 sẽ có 2 lần xét tốt nghiệp trung học cơ sở trong một năm. Các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở sẽ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 2 lần. Theo thông tư 31, một số điểm mới đáng chú ý như việc xét tốt nghiệp có thể thực hiện 2 lần mỗi năm thay vì một lần như trước. Với quy chế hiện hành, kết quả tốt nghiệp của người đang học tại các cơ sở giáo dục được xếp thành 3 loại, giỏi, khá, trung bình, nhưng theo quy chế mới sẽ không xếp loại học sinh khi tốt nghiệp. Các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở tổ chức xét công nhận tốt nghiệp ít nhất một lần ngay sau khi kết thúc năm học. Học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở nếu đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở có đầy đủ hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp. Thưa quý vị, bưởi diễn được coi là một trong những đặc sản của thủ đô. Đây cũng là một trong những mặt hàng được săn đón nhiều nhất mỗi dịp Tết Nguyên đán. Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết, thủ phủ bưởi diễn đã sẵn sàng cung ứng những trái bưởi thơm ngon phục vụ thị trường dịp Tết cổ truyền. Thủ phủ của bưởi diễn những ngày gần Tết trở nên rộn ràng, tất bật hơn hẳn những ngày thường. Tại các vườn bưởi, những cây bưởi sai chũ quả, da vàng óng, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Thông thường với loại bưởi chính gốc diễn này được chia ra thành nhiều loại, có giá dao động từ 30.000 đồng đến 80.000 đồng một quả, giá cả bình ổn theo các năm. Người làm vườn cho hay cách để chọn được bưởi diễn ngon là phải chọn những quả to vừa, đặc biệt có mùi thơm nồng đặc trưng của bưởi. Giống bưởi diễn vừa có thể dùng để thờ, vừa có thể dùng để ăn được lâu nên được nhiều người ưa chuộng, được coi là một đặc sản của thủ đô Hà Nội. Đặc điểm của loại bưởi này là để càng lâu ăn càng ngọt. Nếu muốn nếm được chuẩn vị bưởi thì sau khi hái xuống chưa nên ăn ngay, mà để vài ngày khi quả đã xuống nước và vỏ bắt đầu héo thì mới đem ra dùng. Chính nhờ đặc tính thanh mát, dễ ăn và vị ngọt mà bưởi diễn luôn là mặt hàng được nhiều người săn đón vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Để chuẩn bị tốt cho các hoạt động đón Tết cổ truyền và bảo đảm tình hình hoạt động thương mại, UBND thành phố Cần Thơ đã triển khai công tác bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại một số siêu thị trên địa bàn thành phố. Các đơn vị triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, áp dụng mức giảm từ 10 đến 30%, kéo dài xuyên suốt đến cận Tết Nguyên đán, kết hợp cùng các nhà cung cấp lớn trong nước, thực hiện chương trình bình ổn giá trên danh mục hàng hóa trải rộng hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu. Đồng thời, siêu thị Winmart Ninh Kiều dự trữ tăng 5% các loại hàng hóa phục vụ mùa Tết. Siêu thị Go Cần Thơ chuẩn bị nguồn hàng trị giá 180 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với năm trước. Các siêu thị cũng có kế hoạch phục vụ chu đáo trong những ngày cận Tết khi có nhu cầu mua sắm tăng cao. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các doanh nghiệp nên thực hiện nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng, có các sản phẩm giảm giá sâu để hỗ trợ người tiêu dùng, phối hợp tổ chức bán hàng lưu động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các xã vùng sâu để người dân tiếp cận được hàng hóa chất lượng và ổn định giá cho người tiêu dùng. Thưa quý vị, nếu như những năm trước đây, thời điểm này được coi là thời điểm sôi động và nhộn nhịp nhất tại các chợ đầu mối, thì năm nay, do tình hình kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, nhiều tiểu thương tại các chợ đầu mối vẫn còn rất dè dặt trong việc tính phương án dự trữ nguồn hàng cho Tết Giáp Thìn. Sau đây là ghi nhận tại chợ đầu mối Hóc Môn. Là một trong 3 chợ đầu mối nông sản thực phẩm, cung cấp sản phẩm cho thành phố Hồ Chí Minh, chợ đầu mối Hóc Môn thường xuyên cung cấp 50-60% lượng thịt heo, 35-30% lượng rau củ cho toàn thành phố. Riêng nguồn hàng nhập chợ tháng cận Tết Giáp Thìn dự kiến khoảng 75.000 tấn, tăng khoảng 8% so với bình quân của năm. Đối với tình hình kinh doanh của các tiểu thương trong chợ hiện nay, ban quản lý chợ Hóc Môn đã có nhiều biện pháp để hỗ trợ, hướng dẫn tiểu thương dự trữ hàng, bảo đảm vừa đủ cung ứng ngày Tết, vừa tránh được tình trạng dự trữ quá nhiều, dẫn đến cung vượt quá cầu, gây thiệt hại cho tiểu thương. Nó chỉ giảm xuống thôi chứ nó không tăng lên được đâu. Chợ nói chung là ế quá là người ta không dám tăng lượng hàng lên. Theo như cái lời của các thương lái về ngành thịt heo thì người ta đã tất cả các trang trại đều có đủ cái lượng heo để cung cấp cho thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn đối với vấn đề rau củ thì tất cả các giống cây trồng các thứ là người ta đã xuống giống xuống cây trồng để chuẩn bị cho là phục vụ cái dịp Tết. Tuy nhiên là người ta sẽ là dự trữ hàng hóa trên cánh đồng, tại vì rau củ mà có thể là nó sẽ héo rất là nhanh, cho nên người ta sẽ giữ lên trên cánh đồng và người ta sẽ luân chuyển theo thời gian để về chợ cho nó phù hợp với cái sự tiêu thụ của chợ.
làm sao cho nó đúng với là cái quy luật cung cầu để họ có được cái lợi nhuận cao nhất. Theo báo cáo của chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, hiện nay số mặt hàng cho Tết Nguyên đán 2024 đã có giá thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, như củ kiệu giảm 7,7% so với cùng kỳ, heo hơi giảm 22% so với cùng kỳ. Dự kiến mức giá này có thể duy trì đến hết tháng 1 2024 và sẽ có sự dao động nhẹ ở những ngày giáp Tết. Theo thống kê của Hội Lọc Máu Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 5 triệu người đang bị suy thận, khoảng 26.000 người bị suy thận mãn tính ở giai đoạn cuối, cần phải chạy thận nhân tạo. Nhưng đáng lo ngại là số lượng máy chạy thận ở nhiều bệnh viện hiện bị thiếu hụt, ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp. Tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, hiện có khoảng 350 bệnh nhân có nhu cầu chạy thận nhân tạo. Nhưng với hai hệ thống RO cấp nước cho máy chạy thận, cùng 40 giường bệnh, nên bệnh viện này chỉ đáp ứng được cho 186 bệnh nhân, vẫn còn 160 bệnh nhân chờ đến lượt. Bệnh viện cũng làm cái cũng xây dựng cái đề án xã hội hóa, hay là đề án liên danh liên kết với lại đơn vị bên ngoài, đặt cái 20 máy thận nhân tạo tại bệnh viện để mình giải áp được một cái số lớn bệnh nhân đang chờ chạy thận của bệnh viện. Thì nếu mà được chấp thuận như vậy thì bệnh viện sẽ triển khai cái đề án này tại bệnh viện, thì sẽ giải quyết được khoảng 80 bệnh nhân được chạy thận cho trong thời gian tới. Theo thống kê của Sở Y tế Đồng Tháp, toàn tỉnh có khoảng 1.330 bệnh nhân có nhu cầu chạy thận nhân tạo. Tuy nhiên, tỉnh chỉ có 7 đơn vị thực hiện chạy thận nhân tạo với 144 máy lọc thận. Mặc dù thực hiện cả 3 ca mỗi ngày, nhưng chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu của bệnh nhân. Trong khi đa phần các bệnh nhân đều phát hiện bệnh muộn, rất cần can thiệp điều trị kịp thời. Nếu mà bị suy thận giai đoạn cuối, chức năng thận đã mất đi trên 90%, thì hầu như là bệnh nhân không còn tiểu, không còn loại bỏ được cái lượng muối, nước dư thừa ra khỏi cơ thể. Cho nên nếu kéo dài thời gian thì bệnh nhân sẽ bị quá tải muối và nước, dẫn đến phù, mệt, khó thở, dẫn đến quá tải tuần hoàn, dẫn đến nguy cơ là suy tim, rồi phù phổi, rồi có thể đưa đến nguy cơ là tử vong. Ngoài số bệnh nhân mắc suy thận ngày càng gia tăng, số lượng máy nhân tạo còn thiếu. Nhiều bệnh viện ở Đồng Tháp cũng lo ngại về sự trẻ hóa của căn bệnh suy thận hiện nay. Do đó, các chuyên gia y tế khuyến khích người dân nên tăng cường khám sức khỏe định kỳ, có thể từ 3 đến 6 tháng một lần, để can thiệp điều trị kịp thời, đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Không phải giao dịch trực tiếp như nhiều năm về trước, giờ đây trên mạng xã hội tràn lan các trang cá nhân hoặc những nhóm kín chào bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với tính chất phức tạp, tinh vi, khó phát hiện. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Đối tượng này bị đội cảnh sát hình sự công an huyện Gia Lâm, Hà Nội phát hiện bắt giữ vì có hành vi mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ. Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm sản phẩm là hung khí nguy hiểm đang được tập kết để chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Em lên mạng thấy một bài viết thấy anh đệ giá xỉ, thế là em gọi điện trực tiếp và hỏi giá thì được giá thì em nhận về. Có sản phẩm rẻ thì 10.000 bán ra tầm 150 đến 200, đắt thì tầm 100 bán ra 300. Thời gian gần đây cái việc các đối tượng mua bán vũ khí và cả các công cụ hỗ trợ trên không gian mạng diễn ra rất là phổ biến. Các đối tượng thường sử dụng những tài khoản Facebook ảo, cái số điện thoại ảo, Zalo ảo để đăng tải bán những cái sản phẩm này. Vì các đối tượng biết là sản phẩm này là sản phẩm cấm kinh doanh, nhập vào có thể là giá rất là rẻ nhưng mà bán ra rất là lớn, có thể là gấp 20 lần cái giá trị ban đầu. Thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội có không ít các tài khoản chào bán công khai vũ khí, công cụ hỗ trợ. Không chỉ đăng hình ảnh cụ thể từng loại vũ khí, mà chủ những tài khoản này còn công khai luôn cả số điện thoại để người mua tiện giao dịch. Việc mua bán các sản phẩm này mà diễn ra nó công khai như thế này thì xảy ra những cái vụ việc phức tạp và nguy hiểm như cướp tài sản. Có thể các đối tượng sử dụng những cái bình xịt hơi cay, những cái loại vũ khí này để đi thực hiện hành vi phạm tội. Đấy, những trường hợp này thì là gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến tính mạng, đến sức khỏe đến của những người xung quanh. Dù có là lý do tự vệ hay bất cứ lý do nào khác, thì việc mua vũ khí, công cụ hỗ trợ vẫn là hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là nguy cơ phát sinh tội phạm, gây mất an toàn xã hội.